ชินเจ้าได้ยอแบกแขนโอไซคลายยอแบกแขนโอไซผนังร้อยแหล่สีจ้องสีแดงวิเดียวยุบไปโอไซกลางนี่หน่อยนี่บันเกมบนอย่างนั่งแง่สำเงาจู่หยดอธิมาแบกยี่สับสามไปเมาอย่างนั่งดอกแก้วอย่างนี่จู่หยดไงให้ไม่จีนทั้งบ่อยให้เงินจำให้ไม่บานนำปีเมาซึ่งคงนี่ได้เท่าในยาในคงนี่ได้จบในยาในคงแอดดอยลีห้อยดอกแก้วังสองก้อนะคงนี่ไอลีห้อยกลุ่มไหนนี่ก็หลานแต่ใหญ่กลางนี่ปั๊บตรงใจนี่จังนี่หมดที่เราอยู่ใบขันโอไซแล้วมันก็หลานนี่ไอเลี้ยห้อยปั๊บตรงใจกันนี่แต่ใหญ่ดิบดองโอ้นั่งควายถึงเล่าอย่างนั้นนะกันนี้ với cái khuôn mặt của mình và điều thứ tiếp theo các chị xem nào cái cũng thanh quay mang số thì cái tóc này thì cuốn con sẽ được gọn nhỏ như là mượt ở đây mượt và cái khăn mướt này thì nếu như nhận xét về chị này thì nó phải đỡ lên một chút nữa lên cái vô lên một chút như thế thì nó sẽ cân lên bên này thì nó sẽ có lắng nhiều nó sẽ có lắng nhiều
Và lưu ý nếu như mà thời gian hết thì cô hết trước thời gian thì chúng ta cũng sẽ dừng. Tôi đã lấy một số vết hạt ở trên chân của các vận động viên rồi. Đội số 1 bắt đầu đi bộ rất đều. Rồi chúng ta còn 10 giây nữa thôi. Các đội cố lên. Chúng ta còn 7 giây nữa. 5 4 3 2 1 hết giờ. Rồi đội số 1 có trò đáng ngô nhưng mà rất tiếc là không thành công ạ. Các cô rất là khách và tặng cho quý đại biểu ạ. Chúng tôi cũng xin chia sẻ thêm trong một không khí mát mẻ và một cánh đồng lúa của chúng tôi. Một cánh đồng lúa của chúng tôi cũng đang rất vàng óng và hy vọng rằng chúng ta sẽ là những vị khách văn minh lịch sự. Khi chúng ta không xả rác bừa bãi và làm hỏng lúa của bà con nhân dân. Vâng, rất xin cảm ơn. Và đặc biệt là các em nhỏ chúng trung tâm y tế và đội đại dược khởi động để chuẩn bị cho trận bóng vừa bắt đầu ạ. Vâng, đội ngũ thực thi đang bỏ bánh đá dứa thì thời gian đã sắp hết. Thì ban tổ chức, các vị đại biểu, các quý du khách, chúng ta sẽ cùng theo dõi. Chúng ta mỗi người một tay góp phần sạch sân bóng để cho trận bóng vừa bắt đầu. Các cầu thủ chúng tôi cũng giúp chúng tôi nhạc hát ở khu vực trung tâm cầu môn đi ạ. Vâng, xin mời bộ phận cánh quay chúng ta.